Dạ em Phúc xin chào cả nhà đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bãi ạ. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhé. Đấy, cô chú anh chị đang xem trên live thì cho em Phúc xin một nốt like, một nốt chia sẻ và một nốt đăng ký nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Phúc nhé. Đây, bên nhà em thì rất là nhiều dòng bếp này. Bếp mặt sơn, mặt men, mặt kính, mặt đá. Dòng thì có dòng đơn giản. Đấy, gồm hai bếp nấu và một bếp nướng này. Dòng đa chức năng, dòng phun chức năng nhé cả nhà. Rất là nhiều này. Cô chú anh chị nào ưng loại bếp, dòng bếp nào thì cứ xin liên hệ với em. Đây, có cả bếp không lò nướng nữa nhé cả nhà. Đấy, dành cho những cô chú anh chị nào mà thích dùng bếp Nhật nhưng mà không dùng lò nướng nhé cả nhà. Đấy, cô chú anh chị nào ưng loại nào, thích dòng nào thì cứ xin liên hệ với em theo số điện thoại trên nhé. Bây giờ video ngày hôm nay là em Phúc cũng đi giới thiệu ba chiếc bếp. Và chiếc bếp bề mặt này, dòng gọi là dòng đơn giản này, dòng đa chức năng nhé. Đấy, hai chiếc mặt sơn và một chiếc mặt men. Đấy, em giá thì chỉ mặt sơn thì khoảng tầm từ 2 triệu trở xuống nhé cả nhà. Đấy, 2 triệu đổ xuống là chúng ta đã có một chiếc bếp Nhật dùng chống cháy nồi, chống cháy nổ nhé. Và tiết kiệm tới 30% ga cho chúng ta nhé. Đấy, rất là xịn xò cả nhà. Đây là một chiếc Rinnai mặt sơn này, đấy độ mới thì rất là cao, gồm hai bếp nấu và một bếp nướng phím 3S nhé, dùng để tắt cảm biến khi mà chúng ta cần chiên xào rán ở nhiệt độ cao liên tục nhé. Này, thành vách bề mặt cực kỳ là đẹp này, một chiếc bếp mà em cũng rất là ưng ý nha cả nhà. Cô chú anh chị nào muốn sử dụng chiếc bếp này thì xin liên hệ với em nhé. Đây, bo chi lửa thì bằng đồng nguyên khối đây, đang còn rất là vuông thành góc cạnh này. Đây, bên trong bọng thì rất là sạch sẽ nhé. Đây, rất là đẹp này. Này à. Bên dưới thì bên em đã bao bọc bởi một lớp lưới chống chuột rồi nha cả nhà, rất là an tâm. Đấy. Đấy, lửa thì cực kỳ là xanh này, bo chi lửa cực kỳ là đều nhé. Đấy, cực kỳ là xanh, bo chi lửa rất là đều này. Đấy, đây là lò nướng. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi test tính năng cảm biến chống cháy nồi nhé. Đấy, khi mà nồi hết nước này. Em mới đặt nồi thì lửa rất là xanh này, bo chi lửa rất là xanh và rất là đẹp nhé. Đấy. Em sẽ test tính năng chống cháy nồi ở bếp bên phải và tính năng tự động khóa ga khi mà mất ngọn lửa ở bếp bên trái nhé cả nhà. Em sẽ vặn nhỏ lửa và thổi nhé. Rất là to. Đấy, em đã thổi tắt nhé. Với tính năng này thì cô chú anh chị chờ em trong vòng 5 đến 10 giây nhé, bếp sẽ tự động khóa ga nhé cả nhà. Đấy. Đây, rất là đẹp nhé. Cái ngọn lửa này, với ngọn lửa này thì chúng ta có thể tiết kiệm được tới 30% ga này. Đây. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 1,9 triệu nhé. 1,9 triệu bao ship toàn quốc này. Chỉ với 1,9 triệu là chúng ta đã sử dụng được một chiếc bếp Nhật đầy đủ chức năng cảm biến đáy nồi. Đấy, tự động tắt bếp khi nồi hết nước nhé, giúp chúng ta không bị cháy nồi, cháy đồ ăn khi mà nấu để quên hoặc có công việc phải đi ra ngoài nhé. Rất chi là đẹp, rất chi là xịn sò. Đây là khay đựng pin nhé. Bếp Nhật thì đánh lửa bằng một đôi pin đại. Cô chú anh chị mua bếp thì bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp nhé, để cô chú anh chị về dùng thử cũng như test bếp lúc ban đầu. Đây là khay đựng khay lò nướng này, có một vỉ và một khay này, in chữ nổi logo của Nhật nhé. Đây, bếp bên trái, bếp bên phải em cũng đã tự động tắt bếp rồi ạ. Đấy, cảm biến thì hoạt động cực kỳ là nhạy nhé cả nhà. Cảm biến hoạt động cực kỳ là nhạy. Đấy, và lò nướng đây, bên trong này rất là đẹp. Em cũng đi test lưỡi lò nướng cho cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Đây, lò nướng cũng cực kỳ là xanh và cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, với ngọn lửa này thì chúng ta nướng đồ ăn rất là ngon nhé cả nhà. Rất là ngon, rất là đều này. Bây giờ thì em sẽ đi test tính năng tự động khóa ga khi mất ngọn lửa của bếp nhé. Đây, bếp đã khóa ga hoàn toàn rồi nhé. Khóa ga hoàn toàn cực kỳ là an tâm nhé cả nhà. Đấy. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá 1,9 triệu nhé, bao ship toàn quốc nhé cả nhà. Và bây giờ thì em sẽ đi sang đến chiếc thứ hai. Đấy, chiếc thứ hai là một chiếc Paloma, cũng bề mặt sơn nhé, bề mặt sơn. Chiếc bếp này thì gồm hai bếp nấu, một bếp nướng. Chiếc bếp này đa chức năng nhé cả nhà, phím 3S này, hay là lò nướng này. Đấy,
bếp này đa chức năng, có phím tự động nấu cơm, tự động nấu cháo này, và nhiệt độ chiên xào rán nha cả nhà. Đây là phím bật của bếp nướng này. Đấy, cần gạt, cần đây gọi là khóa trẻ em nhé. Cô chú anh chị mà không nấu thì bật sang này. Đấy, bếp sẽ tự động khóa đây này. Chị con vào sẽ không bao giờ bật được bếp nhé. Nghịch sẽ không bật được bếp này. Rất là tiện lợi và rất là an toàn nhé. Độ an toàn cực kỳ là cao nhé. Đối với bếp Nhật, kể cả an toàn về sức khỏe, tính mạng cũng như là an toàn về thực phẩm rất là cao nhé. Cô chú anh chị sử dụng bếp Nhật thì cực kỳ là an tâm này. Đây, cô chi lữ thì được làm bằng nhôm hợp kim này. Đây, trong hỏng thì cực kỳ là sạch sẽ. Lỗ thông hơi của lò nướng này. Đấy, rất là đẹp. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu nhé. Một ba lô ma đa chức năng bề mặt sơn. Có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha cả nhà. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Em chỉ trong video ngày hôm nay em chỉ test lữ chiếc đầu tiên, và chiếc thứ hai, thứ ba thì em sẽ đi qua. Đây, cô chú anh chị ưng chiếc nào thì cứ báo với em sẽ test lữ cũng như quay kỹ hơn, gửi vào Zalo cho cô chú anh chị cùng tham khảo nhé. Paloma đa chức năng giá là 2 triệu nhé cả nhà. Và chiếc thứ ba em Phúc đem đến cho cả nhà ngày hôm nay đó là một chiếc Kinai đa chức năng bề mặt men nhé, lò nướng 2 tầng lữ ạ. Bề mặt men lò nướng 2 tầng lữ. Rất chi là đẹp nhé cả nhà. Bên dưới mỗi chiếc bếp Nhật thì bên em đào bao bọc bởi một lớp lưới chống chuột rồi nhé. Cô chú anh chị mua về không sợ chuột chui vào làm đứt đổ dây điện của chúng ta đâu ạ. Rất là xịn ạ. Biểu tượng con cá luôn luôn là phím nhấn của bếp nướng này, phím nhấn của bếp nấu bên phải này. Đây, đây, lò nướng thì 2 tầng lửa nha cả nhà. Nhiệt độ chiên xào rán này. Phím 3S này. Đây, phím này thì chúng ta nấu thông thường không dùng, chỉ dùng khi mà chúng ta chiên xào rán ở nhiệt độ cao liên tục nhé cả nhà. Đây, lò nướng này. Lò nướng 2 tầng lửa này, rất là đẹp này. Đây, rất là cao, sạch sẽ này. Đây, cực kỳ là đẹp nhé cả nhà. Bên này thì gồm có chế độ nấu cơm tự động này, nấu cháo tự động này, nấu nước tự động nhé cả nhà. Đấy, một chiếc bếp có khá là nhiều các chức năng nhé. Thay đựng pin này. Màu bếp Nhật thì đã qua sử dụng nên cũng có một số vết chảy xước, bên em đã xử lý cũng ok nhé. Không ảnh hưởng gì tới bếp nhé cả nhà. Đấy, rất là đẹp ạ. Một chiếc bếp đa chức năng, pin này đa chức năng. Anh em đang bán với giá là 2 triệu 8 nha cả nhà. 2 triệu 8 bao ship toàn quốc này. Đấy, chỉ với giá trên dưới 2 triệu chúng ta đã có bếp Nhật này, đa chức năng để dùng rồi nhá. Đa chức năng với mọi chức năng. Và tính năng chung của bếp Nhật thì cô chú anh chị cũng đã biết, đấy là tự động tắt bếp, tự động khóa ga khi mà nồi hết nước nhá. Giúp chúng ta trông không bị cháy nồi, cháy đồ ăn khi mà để quên ở trên bếp không tắt bếp ạ. Và tính năng thứ hai là tự động khóa ga khi mà nồi khi mà mất ngọn lửa nhá. Em ví dụ như nước trào xuống bề mặt làm mất ngọn lửa, gió lùa làm tắt ngọn lửa nhá, bếp sẽ tự động khóa ga, cực kỳ là an toàn trong việc phòng chống cháy nổ nhá. Đấy. Ba chiếc bếp, chiếc đầu tiên là Rinnai. Phím nhấn. Đấy, bên em đang bán với giá là 1,9 triệu. Chiếc thứ hai là Paloma đa chức năng, bên em đang bán với giá là 2 triệu nhá cả nhà. Hai chiếc này thì bề mặt sơn nhá. Chiếc thứ ba là Rinnai đa chức năng bề mặt men, bên em đang bán với giá là 2,8 triệu ạ. Đều bao ship toàn quốc, tặng pin và bảo hành 12 tháng nhé cả nhà. Đấy. Tỷ lệ mua hàng bên em thì cô chú anh chị cọc giúp em từ 2 đến 500 để em lấy phí giao bếp đến tay cô chú anh chị ạ. Khi mà bếp đến tay cô chú anh chị thì cô chú anh chị đồng với shipper bên em sẽ được kiểm tra hàng, test hàng ok mới phải nhận hàng và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em nhé. Cô chú anh chị muốn mua hàng hoặc tham khảo bất kỳ dòng hàng nào thì cứ liên hệ vào số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhé cả nhà. Đấy. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em Phúc. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.